Kính thưa quý vị và các đồng chí, Liên hoan sinh viên thế giới Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 8 năm 2024 là sự kiện mang tầm quốc tế, được tổ chức bởi Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn tổ chức. Đây là sự kiện học thuật, trao đổi và chia sẻ, giao lưu và kết nối nhiều màu sắc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan sinh viên thế giới Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện lần đầu tiên được Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng, nâng tầm các hoạt động hội nhập quốc tế, mở rộng sức ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới. Với chủ đề Thanh niên phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng, từ địa phương đến toàn cầu, liên hoan diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút gần 200 đại biểu đến từ 13 quốc gia trên thế giới. Trong đó có 99 đại biểu quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh tham gia, 7 đại biểu đại diện cho các hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài và nhiều sinh viên Việt Nam đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng tất cả các đại biểu đến với thành phố mang tên Bác, ghi nhận sự đầu tư của liên hoan và đánh giá cao vai trò thế hệ trẻ trong sự phát triển của địa phương, đất nước và toàn cầu. Tại phiên trọng thể, Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á và nhóm nghiên cứu là sinh viên đã công bố báo cáo quốc tế phát huy vai trò xung kích và trách nhiệm của thanh niên trong việc góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và củng cố bản sắc ASEAN trong cộng đồng ASEAN được thực hiện trong thời gian vừa qua, đồng thời ra mắt mạng lưới thanh niên hữu nghị, cộng đồng để các lãnh đạo, các nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên tiêu biểu từ các quốc gia cùng duy trì sự gắn kết về tư duy và hành động, tạo ra những hướng đi mới và sáng tạo. Liên hoan sinh viên thế giới đã thể hiện rõ trách nhiệm, vai trò của người trẻ trong các vấn đề chung của toàn cầu. Các đại biểu sinh viên đến từ các nước đã được chia sẻ và thảo luận sôi nổi tại các diễn đàn sinh viên hành động về khí hậu môi trường, sinh viên hành động vì cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Những kiến nghị, giải pháp đã được các đại biểu đưa ra, góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong đó có các mô hình giải pháp hay để chăm sóc sức khỏe cho sinh viên hay sinh viên thực hiện chăm sóc cho cộng đồng. Với hai nhóm đại biểu, gồm đại biểu thuộc nhóm các nhà lãnh đạo trẻ là cán bộ Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu, thủ lĩnh sinh viên các tổ chức sinh viên quốc tế, sinh viên đang điều hành quản lý các dự án tình nguyện, các dự án xã hội, lãnh đạo Hội sinh viên Việt Nam, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã được tham gia chương trình tập huấn kỹ năng lãnh đạo trong môi trường đa văn hóa do Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, cùng tham gia các phiên thảo luận và nghị sự của mạng lưới thanh niên hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của nhiều chuyên gia. Nhóm đại biểu nghiên cứu trẻ là sinh viên tham gia Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 8 năm 2024. Các bạn sinh viên đã cùng nhau trình bày các đề tài, công trình nghiên cứu liên quan đến thông điệp của liên hoan. Các báo cáo tham luận đã cung cấp cho các đại biểu những kiến thức chuyên sâu trong các hoạt động tình nguyện, tầm quan trọng tác động của hoạt động tình nguyện đối với thanh niên và vai trò của thanh niên đối với các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là vai trò của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh niên và hoạt động tình nguyện để tham gia giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới. Các tham luận, đề tài xuất sắc đã được Hội đồng Khoa học đánh giá cao cùng với các hoạt động diễn đàn về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Các đại biểu cũng đã tham quan các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động trồng cây để lại nhiều ấn tượng cho các đại biểu. Đối với liên hoan, tôi cảm thấy rất hào hứng và cảm kích ban tổ chức. Đây là cơ hội để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về Việt Nam và về cộng đồng sinh viên của các nước ASEAN, của sinh viên các nước trên thế giới. Hy vọng trong tương lai sẽ thu hút nhiều hơn nữa những cộng đồng từ các quốc gia trên thế giới để cùng nhau thảo luận, đưa ra những sáng kiến và từ đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và của cả nước. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để cho những sinh viên như chúng tôi có thể chia sẻ những ý tưởng của mình để học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi có thể học hỏi từ những bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi có những ý tưởng khác nhau, trải nghiệm khác nhau, nên có thể học hỏi được rất nhiều điều mới từ nhau. Ngoài các nội dung thảo luận, các đại biểu tham gia liên hoan còn được tham quan, trải nghiệm các địa điểm du lịch, di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh như xem biểu diễn múa rối nước, tham quan Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tới bạn bè thế giới.
Liên hoan sinh viên thế giới và diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế là dịp sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và sinh viên quốc tế giao lưu, trải nghiệm các nền văn hóa đa dạng trên thế giới, quảng bá, lan tỏa những nét đẹp văn hóa, thành tựu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên sinh viên trong việc chung tay thúc đẩy những thay đổi tích cực vì sự phát triển của cộng đồng, khơi dậy tinh thần cống hiến, lập thân lập nghiệp của tuổi trẻ để đóng góp tiếng nói và hành động vì những vấn đề chung của toàn cầu. Với những trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ để lại cho các đại biểu nhiều ấn tượng tốt đẹp về một thành phố năng động, sáng tạo, mến khách và nghĩa tình, về một thế hệ sinh viên thành phố năng động, trách nhiệm, sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.